Mọi người, hôm nay mình review về em máy hút ẩm Electric Q nhé. Thì như mọi người đã nếu mà mọi người có theo dõi về phần trăm độ ẩm ấy, độ ẩm môi trường hôm nay là đang là 79% và bên ngoài trời là đang mưa phùn. Hôm nay là ngày 10 tháng 12 năm 2022, mình làm cái review về cái sản phẩm Electric Q này mọi người nhé. Thì mọi người thấy là nhiệt cái phần trăm độ ẩm môi trường hôm nay nó là 79%. Tuy nhiên sau khi mà mình chạy máy hút ẩm Electric Q thì mình sẽ vào room vào để xem độ ẩm là bao nhiêu nhá. Đấy, độ ẩm của máy đang là 57%. Và máy thì mọi người có thể thấy là chạy rất là êm. Màn hình chế độ máy này, em máy Electric Q này rất là nặng chắc chắn mọi người nhé, nặng 14,5 cân, và nó có 4 tốc độ này, 4 chế độ hút ẩm này: Fan Smart, High, Low. Và ở cái phần nút Power là nó cũng thể hiện đèn sáng xanh ở operation này, khi mà nước đầy thì nó sẽ hiện là tank full, và nếu mà thời tiết mà lạnh quá mà âm bao nhiêu độ như của ở Đức ấy thì nó sẽ là defrost, là giã đông. Cái này là cái nút mà cửa gió đây này, cái này này. Đấy, mình có thể điều chỉnh được, mình bấm ví dụ như đây là góc 45 độ, còn đây là góc 90 độ, còn đây là xoay lật liên tục. Thường thì mình khi mà mình sử dụng mình hay sử dụng góc 45 độ đấy. Khi mà mình bấm bấm sang cái chế độ 90 chín góc 90 độ này mà nét đứt này thì là quạt nó chạy đấy, xong nó lại hạ xuống, chạy xong hạ xuống. Đây là đèn Humidity Indicator Light. Thì là nếu mà mình tắt thì sẽ không có đèn báo hiệu nữa. Hiện tại đèn đang là đèn xanh nhé. Đèn xanh là tương ứng với mức độ ẩm là dưới 60%, là mức độ ẩm đạt yêu cầu. Còn khi mà độ ẩm đỏ, nghĩa là phần trăm độ ẩm có cao, vàng là chấp nhận được là khoảng 60 đến 70%, còn đỏ là trên 70% là sẽ đỏ, báo đỏ. Time là hẹn giờ nhé, timer là hẹn giờ. Mình có thể hẹn được tối đa, mình bấm nút time xong bấm nút tăng giảm. Hẹn được tối đa 24 tiếng mọi người nhé. Và bấm hai cái mũi tên này. Và khi mà mình muốn hẹn phần trăm độ ẩm ý, như mong muốn để máy chạy mức độ đấy thì máy dừng, thì mình bấm tăng giảm. Có thể hẹn được từ 30 đến 80% độ ẩm. Như bây giờ mình đang tăng, mình lúc nào mình cũng thích chạy mức cao nhất. Máy có plasma ion ionizer, nghĩa là tạo các cái anion âm có lợi cho sức khỏe, là thanh lọc không khí. Ngoài ra thì có đèn UV, UV diệt khuẩn, diệt những con vi khuẩn trong không khí. Con này thì mình cắm từ lúc khoảng 6 giờ sáng. Và bây giờ mình sẽ mở cái khay nước ra để cho mọi người theo dõi xem là nó xem là cái mức độ hút của nó được bao nhiêu nhá. Mình sẽ quay xoay cái máy để cho mọi người nhìn được, mọi người xem qua thì có tay cầm này. Khi mình mở cái chai nước ra là sẽ báo đây.
nhiều câu đố ấy mọi người. Đấy, không nhiều đấy. Khi mà mở cái chai nước ra thì máy nó sẽ báo nhá, báo là như cái nút đầy hoặc là đấy. Ở cái chỗ phần nút power nó sẽ báo là tăng full, như là để thêm nước và máy nó sẽ tự động dừng không làm thêm nữa. Đây là nước mọi người nhá, đây nước này, nước hút ra được từ máy đây. Nên nó ẩm thì ra nhanh lắm. Đầy một cái bình này là 4 lít mọi người ạ. Đấy, khi mà mình cho cái hộp bình chứa nước vào ấy, thì là máy lại chạy lại hoạt động lại bình thường. Dừng một phát là độ ẩm môi trường nó lại tăng. Nó chạy một lúc nữa xem bao giờ thì nó hạ phần trăm độ ẩm mọi người nhé. Em máy này thì bên mình cam kết với nhà máy là sẽ lấy 3 HQ rơi vào tầm 3.000 con máy. Vì vậy có giá rất tốt đến cho mọi người. Mình đã thử hỏi mấy cái bên mà họ làm dịch vụ đặt hàng từ Anh ấy, British Council đấy, từ Vương quốc Anh, là giá của sản phẩm nếu mà họ xách từ Anh về Việt Nam rơi vào bao nhiêu thì họ báo rơi vào tầm khoảng 8,5 triệu. Nhưng mà bên mình sẽ phân phối mẫu 12 lít rơi vào tầm khoảng 2,8 triệu, mẫu 2 lít 20 lít khoảng 3,5 triệu thôi.